Hello Thủy Nguyễn, xin chào cả nhà mình nhé. Đây là cả nhà trong buổi live ngày hôm nay của Thủy Nguyễn ạ. Cả nhà cùng lên giao lưu với Thủy trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì em Thủy sẽ chia sẻ với cả nhà về một chủ đề, đó là định tính định lượng thành công của UST ở giai đoạn cuối cùng của việc huy động vốn cộng đồng anh chị ạ. Trong lúc chờ đợi em Thủy chia sẻ like thì cả nhà cùng xem với Thủy đoạn video ngắn này nhé. Cả nhà nếu xem được like của Thủy thì giúp Thủy chia sẻ like cho mọi người nhé. Hôm nay thì một cái chủ đề khá là hay cả nhà. Nếu ai đó còn cảm thấy là UST có sự rủi ro thì cả nhà vào like cùng với Thủy nhé. Hello, xin chào cả nhà. Lần đầu tiên cho Thủy Nguyễn xin gửi lời chào tới tất cả nhà mình đã có mặt trong buổi live trưa ngày hôm nay của em Thủy ạ. Xin chúc cho tất cả mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ, hạnh phúc và đạt được tất cả những cái điều mình mong muốn trong ngày hôm nay nhé chị nhé. Vâng ạ. Thì hôm nay thì em Thủy muốn chia sẻ với cả nhà một cái những cái thông tin, đó là cái sự định tính định lượng sự thành công của UT. Thì để hiểu hơn về cái sự thành công và những cái thứ mà hiện nay UST đã làm được thì anh chị cùng Thủy đi trải nghiệm, mà cho anh chị cùng với Thủy đi trải nghiệm ở Dubai qua màn ảnh nhỏ, bởi vì em thì cũng có một cái chuyến công tác tại Dubai vừa qua ấy một tuần, và em Thủy sang trực tiếp cái công ty của mình tại Sara, sang trung tâm công nghệ đổi mới, và mình được đi thử tàu anh chị ạ, và được gặp gỡ người sáng lập ra cái công nghệ này và được thăm cái trung tâm công nghệ đổi mới. Và em thì càng thấy được rằng cái niềm tin của mình nó càng lớn hơn khi mình đã lựa chọn đúng, bởi vì chính em thì cảm thấy được cái lựa chọn của mình đúng, và đây là một cái công nghệ, cái cơ hội có một không hai. Nên em thì muốn trao những cái thông tin này cho tất cả anh chị nhà mình, nếu như những ai còn đang băn khoăn, còn đang lo lắng về sự rủi ro của UST thì anh chị hãy cùng xem cái video của Thủy ngày hôm nay, bởi vì những cái điều em thì đã trải qua là những cái thứ em thì đã chứng nhận được ở tại cái đất nước, một cái đất nước mà đã lựa chọn cái công nghệ của mình, và thực sự hiện nay UAT của chúng ta đã đạt được rất nhiều các thành tựu anh chị ạ. Đấy thì bây giờ anh chị cùng trải nghiệm với Thủy xem là tại sao cái công nghệ chúng ta, cái sự thành công ở giai đoạn này nó là cái giai đoạn thành công cực kỳ lớn luôn anh chị.
không có yếu tố rủi ro nữa, bởi vì chủ tịch cũng đã nói là không một điều gì, một thứ gì có thể ngăn cản được cái sự thành công của VT. Vậy thì phúc cho ai chưa thấy đã tin, cơ hội là chỉ đến với chúng ta một lần thôi anh chị nhé. Đấy, thế nên là chúng ta hãy cùng với Thủy làm sâu làm rõ hơn cái sự thành công của VT ở giai đoạn hiện tại. Thì em Thủy sẽ chia sẻ màn hình. Em chào anh Anh nhá, em chào anh Hoạt Trinh. Vâng, xin chào tất cả 7 anh chị nhà mình đang theo dõi live của em Thủy ạ. Đây em Thủy sẽ chia sẻ cho cả nhà mình. Thì hiện tại thì em Thủy cũng đã được chụp ảnh bức hình này, là em Thủy cũng đã chụp tại tại trung tâm thử nghiệm tại Sara đấy anh chị, và em Thủy hiện nay cũng là đạt được cấp bậc top bird trong cộng đồng của UNT anh chị. Đấy, một cái cấp độ gọi là cũng là cấp độ trong cái quỹ, cũng là người có tầm ảnh hưởng anh chị. Đấy thì đây anh chị nhé, khi mà đây là em Thủy được trải nghiệm ở Dubai, ở sân bay Dubai, khi lần đầu tiên em Thủy được xuất ngoại sang sang UAE chị ạ. Bởi vì trước kia thì em Thủy cũng đã đi Nhật rồi, em Thủy cũng đã đi Nhật rồi, nhưng mà khi mà đi sang đây thì tất cả mọi thứ nó thật sự là choáng ngợp với cái trước mắt của em Thủy. Bởi vì ở bên này thì anh chị nhìn thấy ạ, những cái cô tiếp viên này rất là xinh đẹp đúng không, và đây là một cái ở sân bay này thì cái này nó rất là to và rộng, và nếu như đi bộ khoảng 40 phút thì mới hết, vì cái sân bay Dubai này là những cái sân bay thật sự có diện tích lớn bậc nhất của thế giới luôn anh chị, và rất là đẹp. Và đây là đoàn cổ đông của Việt Nam đấy, và ngày 31 tháng 3 vừa qua thì đến nay cũng là được gần 2 tháng sau cái chuyến trải nghiệm tại UAE của em Thủy và đoàn về rồi. Đấy thì đây là đoàn cổ đông Việt Nam, họ cũng là nhà đầu tư như rất nhiều anh chị thôi, nhưng họ đã đặt cái niềm tin của mình vào cái công nghệ này và cho phép mình bỏ tiền túi ra, và chính bản thân Thủy cũng là bỏ tiền túi ra ấy khoảng hơn 50 triệu để được đi sang tận nơi, để chứng thực cái công nghệ của mình là đúng, để về có thể lan tỏa những cái điều tuyệt vời này cho các anh chị cổ đông ở nhà. Những anh chị nào chúng ta là người mới, chúng ta chưa có cái cơ hội để chúng ta sang, thì chúng ta hãy nhìn thông tin của những anh chị đã bên sân đó rồi để họ cập nhật những cái thông tin mới nhất cho chúng ta anh chị nhé. Đấy. Và đây là bản đồ tổng thể của UAE. Đấy, UAE thì gồm có 7 tiểu vương anh chị, và Dubai là một trong những thành phố giàu nhất của một trong những cái thành phố lớn nhất của UAE, và Abu Dhabi là thủ đô của UAE. Và nơi đây thực sự là những cái 50 năm trước thì đất nước ở đây là rất là nghèo nàn anh chị ạ. Ở Dubai thì nó là một cái đất nước phải nói là nghèo nghèo khoảng nghèo nghèo cận nghèo rất là nghèo trong cái tầng lớp của xã hội. Nhưng mà đến chưa đầy 50 năm, nhờ tầm nhìn của quốc vương Dubai mà đã biến nơi đây trở thành những cái khu du lịch, những cái đất đã trở thành cái đất nước rất là phồn vinh và giàu có. Thì ở Dubai chị ạ, cái diện tích của nó chỉ có 4.114 mét vuông thôi, và cái dân số của nó chỉ khoảng chưa đầy 10% dân số của Việt Nam, chỉ có 3,4 triệu dân thôi chị. Đấy, toàn bộ 80% là người dân du mục. Vậy thì ở Dubai là một cái quốc gia giàu có và xinh đẹp đấy, quốc gia giàu có và xinh đẹp anh chị nhá. Thì anh chị nhá, ở đây là chúng ta thấy gì ạ? Tức là ở Dubai anh chị nhá, nó có khoảng là 10 kỷ lục Guinness của thế giới. Đấy, 10 kỷ lục Guinness của thế giới, và có rất là nhiều những cái thứ mà ở thế giới không có nhưng ở đây làm được anh chị nhá. Đấy, đây là cái anh chị nhìn thấy, đây là những cái tòa nhà cao chọc trời của Dubai. Đấy, và đây là bảo tàng tương lai, đây là sa mạc, đấy đây là công trình đảo cọ, đây là phủ tổng thống anh chị nhé. Đấy, đây là tòa nhà cao nhất thế giới là 884 mét vuông ấy, với 160 tầng anh chị nhé. Đấy thì cái nơi đây chị, tất cả những cái thứ này nó đều khiến Dubai kiếm được rất là nhiều tiền từ việc du lịch. Và đây là cái chợ vàng ở Dubai anh chị nhé. Chợ vàng Dubai là em Thủy đã biết được rằng đây là một cái chợ vàng có cái lượng trữ lượng vàng và cái sự giao thương vàng lớn nhất trên thế giới. Nhưng ở bên đó thì không có một cái mỏ vàng nào anh chị ạ. Không có một cái mỏ vàng nào, nhưng lại là cái nơi giao dịch vàng lớn nhất thế giới. Và đây chị, trước mặt anh chị nhìn thấy, đây là một chiếc nhẫn nặng 64 kg và có khoảng 5 kg đá pha lê. Đấy, thực sự là những cái kỷ lục Guinness thì ở đây là chiếm rất là nhiều anh chị. Đấy chị thấy ạ, rất là mọi thứ nó ngoài cái tầm tưởng tượng của mình luôn. Đến một cái chợ vàng mà thấy anh chị toàn là vàng thôi, thực sự là anh chị đấy ạ, nhà vệ sinh còn có vàng anh chị, rắc vàng ở tường ấy, đấy trên trần nhà cũng vàng, tường bao quanh cũng là vàng
đấy, thật sự là rất là choáng ngợp nguy nga, và đến đây cảm thấy là cái mắt của mình nó cứ long lanh long lanh đấy chị. Đấy thật sự là rất là thấy tuyệt vời, vì ở cái bên này nó có những cái khu du lịch hoặc là có những cái địa điểm rất là đẹp. Và đây là một địa điểm tiếp theo, đó là đảo Cọ, là cái công trình lớn biển lớn nhất thế giới, là lớn khoảng 520 km vuông. Và cái đảo Cọ này là chị ạ, nó kiểu như Vạn Lý Trường Thành. Anh chị thấy Vạn Lý Trường Thành nó nổi tiếng như thế nào? Thì anh chị thấy đảo, anh chị sẽ search trên Google, anh chị thấy là đảo Cọ ở Dubai là cũng y như vậy. Đấy, nhưng đây là một cái đảo Cọ thực sự, nó là ở trên biển. Một toàn bộ là đây là một cái đảo nhân tạo hết nha chị. Đấy, đảo nhân tạo gồm có hai nhánh Cọ, mỗi nhánh Cọ là 8, mỗi một bên là 8 nhánh Cọ anh chị ạ. Đấy thì ở đây là cái công trình kéo dài từ 2001 đến 2006, chỉ trong vòng 5 năm thôi. Đấy, nó đã hoàn thành được cái công trình đảo Cọ kỷ lục thế giới này. Và cái công trình đảo Cọ này thì nó huy động khoảng 14.000 nhân viên, 14.000 nhân công làm việc cả ngày lẫn đêm. Đấy, trong vòng có 5 năm trời thôi là nó xong cái công trình này. Thế thì ở cái công trình đảo Cọ này anh chị ạ, nó thu hút rất là nhiều khách du lịch. Ở ngay cái khách sạn Atlantic, là nếu như nghỉ một đêm ở khách sạn Atlantic thôi, chị biết bao nhiêu tiền không ạ? À, từ 800 đô đến 26.000 đô trên một đêm ở khách sạn Atlantic đấy anh chị. Và đây nơi đây thì có khoảng vài trăm căn biệt thự hạng sang đấy, với cái giá rất là đắt, biệt thự khoảng vài chục triệu đô một biệt thự anh chị ạ. Đấy thì bên này họ rất là giàu, họ không có thiếu tiền đâu anh chị. Đấy, nhưng mà ở đây họ có một cái tầm nhìn, họ làm những cái tầm nhìn mà vượt thời đại. Anh chị biết rằng là ở Dubai ấy, thực sự là tại sao họ lại có những cái chính sách thu hút nhân tài, thu hút những cái công nghệ mới? Bởi vì họ có những cái chính sách ưu đãi về thuế. Những cái doanh nghiệp đến với họ, họ không có đánh thuế luôn, hoặc đánh thuế rất là thấp. Và kể cả những cái nhân tài đến thì họ đến, họ hầu như là không đánh thuế thu nhập cá nhân. Bởi vì anh chị thấy là nếu như một đất nước nóng đến 50 độ C, nếu như mà áp dụng các biện pháp như các nước quốc gia khác bình thường thì ai mà đến cái nơi nắng nóng và sa mạc lại ở chứ, đúng không ạ? Nhưng ở đây lại thu hút rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài chị ạ. Rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài và rất nhiều các nhân tài đến đây để phục vụ làm việc cho chính đất nước Dubai. Đấy, bởi vì bên này họ rất là thông minh, họ dùng tầm nhìn, họ mượn tiền của người khác, thời gian của người khác làm việc cho họ. Và khi em chỉ đi sang đến nơi thì hầu như là em chỉ không thấy người dân bản địa làm việc luôn, toàn thấy người dân nước ngoài làm việc. Đấy, thế thì anh chị thấy một điều rằng chúng ta chỉ cần nhìn vào Dubai thôi là chúng ta sẽ biết được rằng cái tầm nhìn của Dubai là lớn như thế nào, và tại sao nó lại lựa chọn công nghệ UAT của chúng ta là công nghệ giao thông của tương lai. Đấy thì anh chị thấy qua một vòng em thì sẽ chia sẻ cho anh chị biết được những cái tiềm năng to lớn của cái chính đất nước Dubai này, và họ dám làm những cái điều gì. Thì đây anh chị nhìn thấy trên màn hình của anh chị, đó là cái công viên, cái vườn hoa nhân tạo. Đây là vườn hoa nhân tạo lớn nhất thế giới, gồm có khoảng 500 triệu bông hoa và 250 triệu các loài thực vật khác. Đấy, 250 triệu các loài thực vật khác. Thì anh chị ạ, nơi đây là một cái, toàn bộ là nó chỉ mở cửa du lịch khoảng 6 tháng thôi. 6 tháng thôi là nó sẽ đóng, bởi vì bên này rất là nắng nóng. Thì mỗi một cái, nhiều khi anh chị cứ ngày xuất thủy sang thì cứ tưởng là cái hoa này nó có trồng, nó trồng cho thủy cái, ở bên này họ trồng hoa thì thủy cứ nghĩ là nó khoảng lâu lâu nó mới thay. Nhưng mà anh chị ạ, một tháng, hơn một tháng là nó lại thay toàn bộ hoa trên cái vườn hoa nhân tạo này. Chị biết rất là tốn kém và thực sự là đầu tư rất là lớn, nhưng cái lượng khách du lịch đến đây quá là lớn anh chị, và nó thu bội tiền từ các khu du lịch này anh chị. Và đây là em chỉ được chụp ảnh với cố vấn Sky Vương, Trần Diễm Quỳnh của team chiến lược. Rồi người cô anh đấy, cô anh ơi, cô xem cháu cho cô du lịch ở Dubai nhé. Hôm nay cháu lót lại tất cả những cái hình ảnh mà cháu đã đi Dubai, để cháu cho tất cả mọi người xem lại một lần nữa. Em chào chị Tiễn Bùi, em chào anh Lương Hối, em chào chị Hoàng Mai Đào, em chào anh Phạm Ngọc Phạm em chào chị Phan Ngọc Hằng, em chào anh Hoạt Trinh, xin chào tất cả mọi người ạ. Đây là em thì chụp ảnh ở một cái khung ảnh lớn nhất thế giới. Đấy chị thấy ạ, lại tiếp tục kỷ lục Guinness lớn nhất thế giới, đó là khung ảnh giác vàng. Khung ảnh giác vàng này là có chiều cao là 150 mét và ngang là 93 mét, lối giữa hai cái tòa nhà. Thì anh chị ạ, đây không phải là một khung ảnh bình thường, mà đây là hai cái tòa nhà đấy, cao 150 mét, và bên đây là nối bằng cái cây nối bằng cái cây cầu này là 93 mét vuông. Đấy, thì ở xung quanh này anh chị nhìn thấy màu vàng chưa ạ?
toàn bộ là họ dát vàng ở xung quanh cái khung ảnh này đấy. Vậy thì được đứng trước ở cái khung ảnh này chụp và thực sự là không vào bên trong, em thì không vào hôm đấy, không vào bên trong do là rất là lắng lóng đấy, anh chị thấy ạ. Và đây tiếp tục là ở vui chơi trên sa mạc, thì khi mà em thì chụp được chụp ảnh cùng với con đại bàng này thì em thì cũng phải mất phí 3 đô đấy, 3 đô. Và ở đây đây thì họ tức là họ lại sử dụng cái biến cái sa mạc này trở thành cái địa điểm du lịch và kiếm hàng bộ tiền. Và anh chị thấy ạ, đây là những chiếc xe địa hình, và mỗi một lần ngồi trên xe địa hình này khoảng 700 dirham đấy, khoảng 700 dirham cũng vào rơi vào gần gần 1 triệu đấy anh chị đấy. Nhưng mà em thì em không đi, em thì lát em thì đi xe địa hình ở kia cơ đấy. Đây là thánh đường Hồi giáo chị, đây cũng là thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới đấy, với những cái công trình kiến trúc không phải là cổ xưa mà là những cái công trình kiến trúc rất là mới và hiện đại đấy. Thì đây là đoàn cổ động Việt Nam, trong đó có Thủy và anh Nguyễn Mạnh Tuấn và rất nhiều anh chị khác cũng đã chụp ảnh trước cái thánh đường Hồi giáo này đấy, anh chị thấy ạ, giống các thái tử của Ả Rập không anh chị đấy. Tiếp theo là em thì cũng chụp ảnh ở trước cửa luôn ạ, trước cửa cái thánh đường này. Và trong đây ạ, đây là trong trước mặt em thì là anh chị nhìn thấy ạ, sau em thì là một cái chiếc đèn chùm lớn, chiếc đèn chùm, và ở đây đây thì có khoảng 3 cái chiếc đèn chùm lớn nhất thế giới đấy, với được thiết kế rất là đẹp luôn. Và anh chị ạ, dưới đây là anh chị, dưới chân của cái tòa nhà này là những cái chiếc thảm thảm lụa rất là đẹp luôn đấy, rất là quý giá. Và hầu như là mọi thứ trong đây anh chị ạ, anh chị đi sang anh chị thấy là cái kiến trúc của nó quá nguy nga và lộng lẫy luôn đấy. Và đây là thánh đường Hồi giáo về đêm, anh chị thấy đẹp không ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Đấy. Ở đây tiếp tục là cái cung điện hoàng gia. Cung điện hoàng gia này thì ở nơi đây là cái cung điện hoàng gia là những cái cung, là cái cung điện mà nó có thể triệu tập và nó có thể là tiếp đãi các chính phủ hoàng gia chị đến ạ. Và trong này có một cái điều đặc biệt, đó là có một cái ly cà phê đấy, thương hiệu của ly cà phê nó ở trong này. Thì ly cà phê chị đến đến Dubai anh chị đều có thể nghe tới, đó là cái ly cà phê rát vàng. Rát vàng là em thì phải trả giá là khoảng 75 đô, tức là gần 2 triệu để uống một cái ly cà phê. Và đây là ly cà phê chị nhìn thấy ạ. Trên đây là ly cà phê mà nó có gắn vàng anh chị nhé. Nó là vàng 24 ca thật và nó rát rất là mỏng. Nó rắc lên cái ly cà phê này và có một cái bánh nữa. Cái bánh này là cũng có vàng ở bên trên anh chị nhé. Đấy thì khi mà uống uống xong cái ly cà phê này thì nó dính đầy vàng ở miệng, và thực sự cái cảm thấy là mình đang ăn những cái sự giàu có anh chị. Đấy thực sự là đến đây mà mình được được trải nghiệm cái điều này thì nó vô cùng tuyệt vời anh chị ạ. Nếu như anh chị nào chưa có điều kiện thì mình hãy đặt mục tiêu cho mình là mình hãy đi sang đất Đức, UAE, sang Dubai một lần để cho mình được trải nghiệm cái cảm giác của những cái giới thượng lưu, giới người giàu, để cho mình có động lực mình phấn đấu để mình đạt được điều đó anh chị nhé. Anh chị nhìn thấy đây là gì không ạ? Đây là một vị khách đặc biệt đấy. Và đây chụp ở đây là trước cửa bảy bảy cái tòa nhà cao chọc trời của Dubai, đại diện cho bảy tiểu vương. Thì đây là anh chị nhìn thấy ạ, em thì cũng chụp ảnh ở trước cái tòa nhà này. Và anh chị nhìn thấy ạ, cái màu vàng vàng đây là một cái tòa nhà cũng rát vàng anh chị nhé. Đấy cũng rát vàng. Và anh chị nhìn thấy ạ, sau lưng bên cạnh đó là chủ tịch Alatoni cùng với chính phủ của những cái người trong quan chức của UAE chị nhá, đã đứng trước những cái tòa nhà này và cũng chụp một bức ảnh ở đây đấy. Và đây là tiếp tục cái cuộc đón tiếp ở trong cái cung điện hoàng gia đấy chị nhá. Đấy trước cửa cung điện hoàng gia thì anh chị thấy ạ, họ sẽ đi vào cung điện hoàng gia để họ làm việc, họ bàn bạc những cái kế hoạch và chiến lược. Và thực sự là chủ tịch của chúng ta rất là được ưu ái anh chị, và rất là được đón tiếp một cách nồng nhiệt, bởi vì họ nhìn thấy công nghệ của chúng ta là quá tuyệt vời luôn. Thì anh chị đã nhìn thấy trên mặt trên trước mặt của anh chị đó là một đó là cái phủ tổng thống. Để mặc vào phủ tổng thống này thì em thì cũng phải bỏ ra 50 đô anh chị ạ, 50 đô để được vào đây, 1,3 triệu để được vào phủ tổng thống này. Anh chị nhìn thấy ạ, ở đây là một cái được xây dựng với thiết kế cực kỳ là lộng lẫy, và nó có khoảng 37 triệu viên đá pha lê đấy, và hàng trăm triệu các kim loại chống rỉ anh chị nhé. Đấy đã làm ở trên cái cung điện này. Và thực sự thì thấy là cái đầu óc thiết kế của họ rất là giỏi luôn. Họ thiết kế được những cái thứ mà ở ở nơi khác họ không làm được. Đấy chị nhìn thấy ạ, cái quả cầu vàng sau lưng của Thủy, đó là một cái quả cầu vàng cũng đạt kỷ lục Guinness của thế giới. Toàn bộ mạ và vàng 24K. Và khi mà Thủy đến đây thì lúc đầu thì thợ chụp ảnh rất là nhiệt tình.
sau sau lại sau còn lại thì là đi ra lúc đi ra về thì là tính phí khoảng 700 dirham trên một cái bức ảnh anh chị. Đấy rất là đắt luôn, và em thì cũng cũng không có lấy ảnh bởi vì nó quá đắt luôn anh chị. Đấy nhưng mà tất cả mọi thứ đều làm dịch vụ. Để vào thăm phủ tổng thống này, đáng lẽ ra những cái cơ quan này thì họ phải dành cho những cái người mà cấp cao đến thôi đúng không ạ? Nhưng ở đây họ đã có những cái phòng riêng và họ lại dành cái khu này để làm trở thành cái khu du lịch. Đấy họ tận dụng mọi cái nguồn lực của tiền đến với đất nước của họ anh chị nhá. Đây là phủ tổng thống về đêm anh chị ạ. Tiếp theo nữa anh chị nhìn thấy rằng là nếu như ở Việt Nam hoặc là các quốc gia khác thì chúng ta nhìn thấy bảo tàng lịch sử. Nhưng ở UAE thì đến với UAE chúng ta lại nhìn thấy một cái bảo tàng tương lai. Bảo tàng tương lai này là nó hội tụ ấy, nó hội tụ tất cả các công nghệ của tương lai nó đã có ở trong cái bảo tàng này. Đấy, và anh chị chỉ cần đến Dubai thôi anh chị sẽ biết tương lai của thế giới như thế nào. Không cần phải đi quá nhiều, chỉ cần đến Dubai thôi, bởi vì Dubai có những cái công nghệ sản phẩm mà nó sẽ đi trước thế giới khoảng 50 năm. Tất cả mọi thứ nó đều đi trước, nó tiên phong, nó đón đầu anh chị. Đấy thế nên anh chị nhìn thấy cái bảo tàng lịch sử này trông thì như vậy nhưng mà thực sự rất to và rộng anh chị nhá. Anh chị cứ đi xong một lần đi vào, vì trong đây nó có rất nhiều các kiến trúc và có rất nhiều các công nghệ mà mình ở ngoài mắt thường mình không thể nào mình nhìn thấy được anh chị nhá. Không bao giờ và chưa bao giờ mình có thể ai chia sẻ cho mình để mình nhìn thấy những công nghệ đó. Nhưng bây giờ anh chị nhìn thấy ạ, anh chị có thể nhìn thấy anh chị nhìn thấy thông qua những cái điều em chỉ đang tả cho anh chị. Đấy và đây trong này có cái công nghệ đó là phi công nghệ mà có thể đưa cái con người lên ngoài vũ trụ anh chị. Đấy, taxi bay và ô tô bay và rất là nhiều các công nghệ khác, robot. Đấy toàn bộ những cái công nghệ mới, công nghệ thực tế ảo và mình có thể là cảm nhận được cái đi của mình trên khi mà mình đi lên vũ trụ anh chị nhé. Đấy có thể là nhớ chị cảm thấy hơi hơi hoang mang mà nó là sự thật anh chị. Đấy và nếu như vào trong cái bảo tàng này, nếu như chúng ta không biết đi là chúng ta bị lạc và không tìm được đường ra đâu. Nó rất rộng luôn anh chị. Đấy rất rộng luôn mà anh chị này. Đây là cái quả trứng nó bị thủng đúng không ạ? Nhìn dấu hình quả trứng nó bị thủng. Đấy như là nó đã đạt được rất là nhiều các thành tựu. Tiếp theo là anh chị nhìn ạ, đây là cái ngôi nhà gỗ và đây là ngôi nhà gỗ đầu tiên được cấp phép tại Sa Lạ tại UAE. Bởi vì bên dưới anh chị thấy là nếu như xây nhà gỗ thì cái nhiệt độ nó rất là nắng nóng, nó có thể bốc cháy và nên là rất là không khó được cấp phép để xây dựng một ngôi nhà gỗ ở đó. Nhưng nhờ cái công nghệ UAT, nhờ cái công nghệ của UAT mà ở bên UAE đã có được một ngôi nhà gỗ đầu tiên và phủ đầy cây xanh anh chị ạ. Và bên đó thì cái sự giàu có của một đất nước của một quốc gia đó nó không đo bằng vàng, không đo bằng tiền, hay là không không đo bằng tiền, không đo bằng vàng, và nó đo bằng cái chữ lượng trồng cây xanh. Và ai trồng được cây xanh càng nhiều thì nhà người đó là người giàu anh chị. Bởi vì những cái hệ thống tưới nước của cây xanh ấy, mà lại cái hệ thống đất, cái đất của nó không không thể trồng được cây, nên là cái chi phí nó rất là đắt đỏ. Đấy chi phí nó rất là đắt đỏ, và thuê một cái nước để có thể là tạo ra một hệ thống nước để có thể tưới cho cái cây đó thì tốn rất là nhiều, tốn nhiều hơn cả tiền ăn luôn anh chị. Đấy và đây là trước chủ ở đây là anh Triệu Tâm này, đấy và một số anh chị khác. Và em thì cũng đã được trải nghiệm tàu 4 chỗ siêu sang. Đấy, đây là con Uca nhiệt đới, và với cái tốc độ nó khoảng là một, tức là cái tốc độ tối đa của nó có thể đạt được 180 km trên 150 km trên giờ. Nhưng vì đây là cái đoạn đường rất là ngắn thì nó chưa kịp chưa kịp để nó tăng tốc thì nó đã phải giảm tốc rồi. Đấy nhưng mà cái tàu này thì anh chị ạ, là ngồi rất êm như một chiếc máy bay hạng sang luôn. Đấy, một chiếc máy bay hạng sang luôn, và ở trên này thì ngồi lại được ngắm cảnh anh chị nhá, được ngắm cảnh rất là thích luôn. Đấy, đi ở trên cao không va chạm và lại còn được ngắm cảnh ở bên dưới. Thật sự là quá tuyệt vời anh chị ạ. Đây là chị chụp với anh Thất, anh Tường và một anh nữa thì trông nhiều tên lắm. Đây là tàu Ucarat 25 chỗ anh chị nhé. Đấy 25 chỗ này em chỉ được đi trải nghiệm, và đây là cái đoàn Việt Nam đầu tiên được trải nghiệm tại con tàu này. Đấy chính phủ còn chưa được ngồi đâu nhưng đoàn cổ đông Việt Nam được ngồi vào hôm đó, thực sự là một cái bất ngờ. Bởi vì lúc đầu là cũng không 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 có lịch trong lịch trình đi thăm được cái đi được cái con tàu này anh chị nhé. Em chào anh Nguyễn Văn, em chào anh Vũ Quốc Hương, em chào anh Diệp, chị Diệp Nguyễn, chào chị Nguyễn Thị Thủy, chào anh Lương Gia Phong. Đây là đoàn cổ đông Việt Nam anh chị. Đấy, chụp ảnh với chủ tịch, là chủ tịch bị bon chen. Đấy, rất là chật chội nhưng mà vẫn rất là cười anh chị đấy. Ai đều cười, ai ai cũng cười bởi vì họ có một cái niềm vui, họ có một cái sự sung sướng và cái sự tự tin khi mà họ được sang tận nơi đúng không ạ?
Nếu như chị ở nhà chị không tìm hiểu thì anh chị không có niềm tin, đâu đó chị rất là sợ đúng không ạ? Nhưng mà khi anh chị sang anh chị thấy có một cổ đông nào buồn không ạ? Có một cổ đông nào không cười không ạ? Hay là chúng ta nhìn thấy ai cũng vui vẻ, ai cũng niềm nở và ai cũng nở nụ cười trên môi. Đấy, đó là cái sự an tâm, một cái sự an toàn. Đấy, cái sự là thật sự an toàn khi mà mình được đồng hành cùng với UT chị nhé. Đấy. Và đây là thiền trưởng Triệu Tâm. À, để cho cái này to này. À thế để lát thì cho cái lại cái video này. À, đây thì cho anh chị xem. Đây cần chứng minh một điều rằng là không phải là cái công nghệ này chúng ta là công nghệ 3D nữa đúng không ạ? Không phải là một cái bánh vẽ dựng nên mà như nhiều anh chị hiện nay vẫn đang nói đúng không ạ? Bởi vì Thủy là con người thật, Thủy được trải nghiệm tận nơi, được trải nghiệm thực tế, và ngày hôm nay Thủy đang chưa cho anh chị cho anh chị những cái thông tin mà Thủy đã trải nghiệm đấy anh chị nhá. Đấy. Chứ không phải là chúng ta ngồi đây chúng ta nói suông với nhau, nó có những cái dẫn chứng, có những bằng chứng thực tế anh chị có thể cảm nhận được. Thủy đang chia sẻ với anh chị. Xin chào tất cả các cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng UET trên toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên và tôi là người đầu tiên và cùng với những người này là những người đầu tiên được đi chiếc tàu ở chiếc Unibus Karak. Đấy. Và chúng tôi cảm nhận là đây là một trong những phương tiện mà tôi cảm nhận là mũi nhọn của UET. Đi phương tiện này tôi thấy rằng là đây là một trong những phương tiện rất là êm ái, không tiếng động, không tiếng ồn nào. Những phương tiện trước đây chúng tôi đi ấy, thì nó chỉ là nhát thôi. Nhưng theo tôi đánh giá là đây là một trong những phương tiện mà đi rất là êm ái và tiếng ồn của nó rất là ít. Và đây thực sự tôi phải nói là đây là một số dự án thực sự tiềm năng và giúp ích cho toàn bộ xã hội và nhân loại. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn. À, xin chào tất cả các hôm nay là một cái ngày rất đặc biệt. Tôi cũng như là 100 cổ đông của Việt Nam đã được đi trên cái tàu Ubus mới, và chúng tôi cảm nhận rằng cái tàu này ấy, đây là cái sự kỳ vọng rất lớn của chúng tôi. Nó đi nó rất là êm ái, và cái cảm giác mà khi mà ngắm thành phố xung quanh như thế này, đi trên một cái xe buýt như là một cái xe buýt chạy ấy, thì giúp cho tôi nó gì ạ, cảm thấy rằng là gì ạ, đây là một phương tiện có thể đem lại một cái giao thông vô cùng là gì ạ, mà hiện đại và mang tới lợi ích rất lớn cho cả xã hội và nhân loại ạ. Và khi chúng tôi đầu tư vào đây đến bây giờ là 7 năm, và chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà thấy đó là gì ạ, cái sản phẩm của công ty của chúng tôi ra và thương mại như thế này, đó là cái niềm hạnh phúc và cái niềm sung sướng nhất của tất cả các cổ đông chúng tôi đấy ạ. Được rồi. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các Đây em thì đang chụp ảnh với chủ tịch cả nhà. Em thì đang chụp ảnh với chủ tịch Anatoly. Đấy chị ạ, người mà em thì đã ngưỡng mộ rất là lâu, và em thì khi ở bên Nhật em thì cũng đã rất là mong muốn mình được trở về Việt Nam và mình được đi sang được gặp gỡ chủ tịch, và cái giấc mơ đó đã trở thành hiện thực anh chị ạ. À, thực sự là khi mà được đồng hành cùng một vĩ nhân, một nhà khoa học thì cảm thấy mình vô cùng tự hào. Thế khi mà được gặp ông thì mình cảm thấy là ông có rất là nhiều điều mà thấy mình cảm thấy tuyệt vời, bởi vì là một con người có tâm, có tầm, có đức anh chị ạ. Đấy, có tâm, có tầm, có đức và mang lại cái sứ mệnh cho cả nhân loại của chúng ta, và giúp cho những người nghèo, tầng lớp thấp nhất trong xã hội cũng có cơ hội để thay đổi cuộc sống. Đấy, thế nên là Thủy rất là mong muốn mình có thể đồng hành cùng với chủ tịch ấy, thành cái cánh tay nối dài để giúp chủ tịch nhanh chóng để đưa cái công nghệ này hiện thực hóa ra ngoài thị trường. Bởi vì tâm huyết cả cuộc đời của ông là dành cho tất cả cho UET và dành cho công nghệ của sự phát minh của ông, đúng không ạ? Và khi ngày hôm nay thì mọi thứ nó đang ở cái đoạn cuối cùng, đang ở cái đoạn nước rút, thì chúng ta đang nhìn thấy được những cái tầm quan trọng của việc chúng ta cần phải sở hữu cổ phần ngay lúc này. Đấy thì anh chị cùng thêm tiếp nhé. Đây là cũng anh chị của team cũng chụp ảnh, và em thì cũng đứng gần này chủ tịch, có rất lại có cơ hội đứng gần này chủ tịch.
Và đây là một bức tranh phố cổ Hà Nội thì team chiến lược đã tặng cho chủ tịch. Và câu hỏi là ông sẽ treo bức tranh này ở đâu? Và chủ tịch nói là tôi sẽ treo bức tranh này ở trong nhà của tôi. Đấy thì ông khi mà cổ đông Việt Nam đến thì ông nói một câu đó là cảm ơn các bạn vì các bạn đã dám tin tưởng tôi ngay từ tôi. Ngay từ khi tôi chưa có gì. Nếu như các bạn không tin tưởng tôi thì thực sự đôi này vẫn chưa có cái gì cả. Đấy, không có ví như ngày hôm nay. Đấy, chưa có thể là tức là khi mà cảm ơn các bạn ấy thì cảm ơn các bạn vì các bạn đã dám tin tưởng tôi. Đấy, để cho cái doanh nghiệp của chúng ta bây giờ phát triển như thế này thì ông dành một cái tình cảm rất là ưu ái cho chính những cổ đông Việt Nam, bởi vì cổ đông Việt Nam bây giờ là đóng góp một cái phần rất lớn để tạo nên cái sự phát triển của doanh nghiệp anh chị ạ. Đấy, thì đây là team chiến lược cũng tặng một bức tranh dành tặng cho giám đốc quỹ và thực sự là hai ngày rất là tâm huyết và nhiệt tình anh chị ạ. Đấy là những người lãnh đạo cực sự là xuất sắc để cho tổ chức. Và đây chị, đây là em gái ấy, em gái của chủ tịch của chuỗi cà phê Trung Nguyên Đặng Liên Nhân Vũ ấy, và đây là chị Đặng Thùy Linh anh chị nhé. Đấy thì ở đây chúng ta là cái câu chuyện với nhau là mình không phải đầu tư theo cái tầm nhìn của mình nữa, mà mình đầu tư nhìn thấy cả cái những cái tầm nhìn và của những cái người lãnh đạo ấy, của những cái người doanh nhân, của những người tài giỏi. Thế vậy thì anh chị nhìn thấy là chúng ta có thể là ở trong cộng đồng này mình cũng có thể là không phải là cái người giỏi nhất tất cả mọi thứ, nhưng mình ở có một cả một cộng đồng có rất nhiều người giỏi và họ cũng phải là họ cái người cũng có thông tin rất nhiều và có phân tích thông tin rất là chuyên sâu. Thế nên là khi mình chưa chưa cảm thấy mình chưa giỏi thì mình hãy cứ đi theo người thành công đi chị. Đấy, đi theo người thành công thì kiểu gì cũng thành công đi chị ạ. Đấy. Thì đây là cũng chụp em thì cũng cầm cái giấy chứng nhận này chụp với hai anh. Thì khi mà trước kia ngày đoàn cổ đông Việt Nam ngày trước ấy có cầm cái chiếc giấy chứng nhận này. Để em thì nghe máy điện thoại một chút nhé. Alo ạ. Chị ơi em đang bận một tí ạ. À, đây là em thì đã cầm giấy chứng nhận này chụp vào. Cái ngày trước thì đoàn cổ đông Việt Nam họ có đi sang Belarus ý. Họ có mang cái giấy chứng nhận này về. Họ nói là mang chứng nhận này sang anh chị á. Họ nói là hãy check cho tôi xem là tôi đã đầu tư đúng công ty hay chưa. Bởi vì nhiều người nói là cái công nghệ này rất là hay nhưng mà không biết liệu tôi đầu tư có đúng hay không. Và họ đã phải mang cái giấy chứng nhận này sang tận công ty quỹ ấy, sang Belarus để hỏi. Và họ nói là bạn đã đầu tư đúng, bởi vì nếu như không đầu tư đúng thì bạn không bao giờ có Gmail để bạn sang công ty luôn đấy, không bao giờ có Gmail sang công ty, nhưng vì bạn đã đầu tư đúng nên bạn mới có giấy chứng nhận cổ phần, bạn mới được sang công ty anh chị nhé. Và đây là bức ảnh tập thể chụp trước con tàu Ufanat 500 km/h của đoàn cổ đông đi chuyến ngày 31 tháng 4 31 tháng 3 anh chị ạ. Đây là em thì chụp ảnh trước cái công trình bắt đầu xây dựng khởi công xây dựng nhà máy mùn vào hôm mùng 5 tháng 4. Đấy, đây là cái biển anh chị nhá. Biển là cái tức là cái đây là cái khu công trường của chúng ta, thì ở cái khu công trường xây dựng thì bất kỳ ở chỗ nào thì cũng phải đều có biển. Thì ở đây chúng ta là cái capital này anh chị nhá, đó là cái quỹ này. Đấy, cái quỹ. Quỹ đầu tư. Và đây là chúng ta đang chỉ ra đây giữa 12 giờ trưa lắng lắng nhiệt độ là gần 50 độ C. Đấy, và tất cả anh chị cổ đông đều rất là mong muốn ra đây chụp cái ngày mà ở cái đây là đoàn cổ đông Việt Nam đến đấy để đánh dấu một cái dấu mốc đó là xây dựng nhà máy mùn. Thì đây là những cái anh chị nhìn thấy cái cọc sắt này chưa ạ? Đấy là trong đó chứa đựng những cái tâm tư nguyện vọng tình cảm của các cả lãnh đạo đã ghi và chép lại và đã nhét vào trong cái ống này đấy để cùng cầu nguyện cho công ty làm sao phát triển nhanh để đưa cái sản phẩm này ra ngoài thị trường. Thì điều đó là cần sự chung tay của rất nhiều con người và không có một con người nào cả. Bởi vì chúng ta là con người chung của tất cả trên hành tinh này. Mỗi một người chúng ta đều có một cái ý thức, có một cái trách nhiệm để chúng ta bảo vệ cái trái đất. Thì thật sự là nó sẽ đi rất là nhanh. Nó đi rất là nhanh và cái cọc này sẽ được chôn dưới đất và đánh dấu cái mốc là ngày để xây dựng cái dự án này. Đấy thì hôm bữa là ban lãnh đạo công ty có nói là nếu như chúng ta có vốn thì chỉ cần xây đến khoảng 8 tháng là xong nhà máy mùn thôi. Thế bởi vì những cái công nghệ nó đã có sẵn rồi. Đó, trên dây chuyền đã lắp đặt rồi, việc bây giờ là chỉ có đưa cái công nghệ vào lắp đặt là xong thôi chị. Đấy. Và ông anh chị ạ, đây là tỷ phú người Mỹ gốc Nhật, đó là Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách 13 tập dạy con làm giàu. Thì ông cũng là cái cuốn sách mà bán chạy nhất thời đại về cái cách vận hành dòng tiền đấy chị nhá. Và ông còn nói là thế giới này có rất nhiều vấn đề,
Chỉ cần bạn giải quyết được một cái nào đó đủ lớn thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và tất cả các tỷ phú, triệu phú đô la trên thế giới đều giàu lên nhờ tự mình giải quyết vấn đề hoặc tài trợ cho người có phát minh giải quyết vấn đề đó, anh chị ạ. Đấy. Thế thì cái câu chuyện ở đây chúng ta thấy rằng ở USD hiện nay nó có phải là một giải quyết cái vấn đề của xã hội không ạ? Nó có phải giải quyết vấn đề về tắc đường, về ô nhiễm môi trường, về tai nạn giao thông không ạ? Thế thì ở đây chúng ta đang tài trợ cho người có phát minh giải quyết vấn đề đó. Đó là chúng ta đang làm cách thứ hai để chúng ta trở thành những người giàu. Thay vì chúng ta phải tạo ra một phát minh để chúng ta giải quyết vấn đề, thì bây giờ chúng ta tài trợ cho người có phát minh giải quyết vấn đề đó. Nó cũng là một cái cách làm thông minh. Đấy, nếu như mình không đủ giỏi thì mình không thể làm mình phát minh được, đúng không ạ? Nhưng ở đây nếu như mình không đủ giỏi, nhưng mình vì mình biết tới cơ hội này và mình được những cái con người bên trên họ đi trước, họ chỉ cho mình, nên là mình mới biết đến cơ hội này và mình biết là có một cái cách nữa, không phải là trực tiếp tạo ra phát minh hay là không trực tiếp phải mở công ty, anh chị ạ. Đấy, đó là chúng ta đang tài trợ cho người có phát minh giải quyết vấn đề đó. Và đây là top vốn hóa 10 công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, thì anh chị đã biết là Microsoft đúng không ạ, là vốn hóa là 3.018 tỷ đấy. À, và cái đây là cái màu đỏ này là cái lợi nhuận tăng trưởng theo ngày, đây là báo luôn anh chị đấy. Và anh chị ạ, đây có thời điểm nó đã lên là 406.000 đấy vốn hóa anh chị nhé. À, và cái đây là ba vốn hóa là 3 tỷ 018 đấy, 3 tỷ đô anh chị nhé, 3.000 tỷ đô đấy. Và đây là cái giá cổ phiếu, đây là đô đấy, giá cổ phiếu là đã đạt đỉnh là 406 đô. Hay là Apple vốn hóa cũng đã đạt đỉnh là 2.636 tỷ đấy, và cái giá cổ phiếu cũng đạt đỉnh là 170 đô la Mỹ đấy. Hay là Amazon vốn hóa là cũng đã đạt đỉnh là 1.821 tỷ, và đã có lúc mà cổ phần tăng lên 175 tỷ anh chị đấy. Và đây chị thấy là top này là những cái công ty mà đang có tên tuổi trên thế giới và nó đã có cái nền móng rất là chặt và nó đã có cái thương hiệu từ rất là lâu rồi, nó vẫn tồn tại anh chị ạ. Nó vẫn tồn tại bởi vì đây là những cái doanh nghiệp là mang xu hướng về công nghệ và nó là cái doanh nghiệp mà nó làm ăn thực sự là uy tín và chất lượng, nên nó mới có chỗ đứng trên thị trường. Anh chị bây giờ thử làm ăn sai xem, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bị thị trường đào thải rất là nhanh thôi. Nó sẽ đào thải và cạnh tranh rất là nhiều, nhưng ở đây chúng ta đang hướng tới những cái gì nó chân thật đấy, nó thiện lành, và chúng ta đang đi theo hướng đó, thì chúng ta cứ đi theo cái hướng đó thôi thì chúng ta sẽ thu hút những cái điều như thế anh chị ạ. Đấy, QAT hiện nay chúng ta là một ngành giao thông vận tải, chúng ta là một ngành chúng ta sản xuất cả một cái tổ hợp giao thông, không phải là sản xuất xe đi trên đường của người khác. Đấy, nên là chúng ta có rất nhiều các việc để làm, nên đó là lý do giải thích tại sao nhiều người hỏi là QAT tại sao lâu như vậy đấy, tại sao nó mãi nó chưa lên sàn. Thì anh chị biết à, UST nó là một ngành giao thông vận tải. Đấy, nó sản xuất rất nhiều thứ và chúng ta chỉ có 25% những cái linh phụ kiện là chúng ta nhập ở bên ngoài thôi. Còn lại toàn bộ là do cái phát minh của chủ tịch đã có thể 75% có thể tự cung tự cấp được. Đấy, những cái công nghệ đấy chị, bởi vì chúng ta là chủ nhà và chúng ta là những người, chủ tịch của chúng ta là người đã là nhà phát minh cơ mà, đúng không ạ? Chúng ta đâu phải thuê người khác về để tạo ra những cái ý tưởng hay đâu, đúng không ạ? Chính chủ tịch của chúng ta là cái người quá giỏi rồi. Ông có những cái chiến lược và kế hoạch rất là lớn cho cái việc phát triển UST hiện nay anh chị nhá, và lúc trước nữa. Đây ạ. Thì đây là chúng ta cùng tìm hiểu thêm một cái định tính định lượng của UST. Thì anh chị nhìn thấy nhá. Hành trình từ một hành trình sơ khai đến công ty tỷ đô. Thì anh chị, bao nhiêu trong số anh chị đang dùng iPhone ạ? À, chị chào em Dung nhé. Em chào anh Bùi Ngọc Thành. Cháu chào Thủ tướng Vạn Linh. Xin chào Trung Vũ. Xin chào Nam Chu ạ. Apple thành lập từ năm 1976. Cái giá khởi điểm của năm 1976 nó chỉ 0,001 đô la thôi. Nhưng khi mà nó 0,001 đô đến 0,06 đô la đấy trên một cổ phiếu. Thì cái giai đoạn lúc đầu ấy, tại sao nó rẻ như vậy chị? Bởi vì lúc đó nó rất rủi ro, anh chị nhìn thấy đó, nó sơ khai, nó có cái gì đâu mà ai dám nhìn ra cái sự thành công của nó, đúng không ạ? Đấy, thế nên nhưng mà một cái doanh nghiệp lớn thì nó đều bắt xuất phát từ doanh nghiệp nhỏ hết. Đấy, một con người phi thường bắt đầu từ một con người bình thường anh chị. Đấy, thì ban đầu thì chúng ta thấy là cái giá nó khởi điểm nó rất là rẻ. Đấy, nhưng mà chị biết 1980 sau có
4 năm thôi mà nó IPO lên 22 đô trên một cổ phiếu. Kinh khủng không ạ nhỉ? 22 đô trên một cổ phiếu và cái giá cổ phiếu đạt đỉnh nó là 260 đô trên một cổ phiếu. Cái vốn hóa đạt đỉnh là 2.910 tỷ. Đấy thì cái câu chuyện ở đây là gì? Nếu như chúng ta mua được cái cổ phiếu của của Apple cái giai đoạn từ 1976, ui, thật sự là rất giàu anh chị. Có một cái tấm gương của một người, một cổ đông của Apple là bà ấy đầu tư cổ phiếu của Apple từ năm hai bà 25 năm 25 tuổi đến bây giờ bà 85 tuổi anh chị ạ, bà vẫn còn cổ phiếu để bà cho con cháu. Bọn họ đã nhận cổ tức được hàng vài chục năm rồi đấy, nhưng ở đây chúng ta đầu tư sớm, chúng ta cần có cái sự phân tích logic thông tin. Nếu như không đầu tư sớm mà mình nhìn ra cái cơ hội nào nó không có tầm tiềm năng thì nó coi như là một cái cơ hội chết, đúng không anh chị? Đấy, thế chị nhìn thấy là đây hiện nay thì Apple đã trở thành một cái trung tâm này. Đây là quay trên vệ tinh thì nó nhỏ như vậy thôi, nhưng anh chị đến gần thì nó còn rất là to luôn anh chị. À, bác nhân chị biết Facebook à? Em chào chị Tình Nguyễn, em chào Lượng Hữu Lượng nhé. Em chào chị Nguyễn Loan. Cảm ơn em Dung nhé. Bao nhiêu chị biết Facebook? Và bao nhiêu chị biết ông chủ của Facebook ạ? À? Biết chủ của Facebook là gì anh chị có thể comment nhé. À, ngày xưa Mark Zuckerberg chỉ là một chàng sinh viên tại học tại trường Đại học New York của Mỹ thôi anh chị. Nhưng mà khi ông có một cái ý tưởng là tạo ra một cái mạng xã hội Facebook và ông đã gọi 5 người bạn đến, trong đó chỉ có hai người đến thôi, hai người đến và hai người đó ra về, thì còn ba người đồng hành cùng với ông, ba người đồng hành cùng với ông thì hiện nay họ đã trở thành những tỷ phú đô la. Anh chị có biết là nó được thành lập từ 2004? Thật sự lúc đấy có ai quan tâm đâu biết, đúng không anh chị? Chẳng quan tâm mà biết mà chẳng nó thành lập mà biết nó thành lập khi nào. Cho đến 2009, một USD trên một cổ phần. Đấy. Vậy thì IPO năm 2012. Đấy, 2012 chị ạ. Nó là 38 đô. 38 đô. Đấy. 38 đô trên cổ phiếu. Vậy thì cái năm 2009 nó là 1 đô. Thế thì 2022 có 3 năm thôi. Một 1.000 cổ phiếu là được 38.000 đô. Tức là từ 26 tỷ là được 38 tỷ anh chị ạ. Đấy. Khủng khiếp không cả nhà? Đấy. Chúng ta thấy rằng là cái giá cổ phiếu nó đã rất là cao. Và anh chị biết là cái dạo gần đây là khi mà anh chị biết cái giá cổ phiếu của Facebook gần nhất là bao nhiêu? Hơn 500 đô trên một cổ phiếu. Đấy, 13 triệu trên một cổ phiếu. Kinh khủng khiếp luôn anh chị. Nhưng mà chúng ta đâu có cái cổ phiếu, cổ phần của Facebook này đâu, đúng không ạ? Chúng ta chỉ là cái người sử dụng thôi, chỉ là khách hàng thôi. Một cổ phần chúng ta cũng không có. Và thực sự là nếu như mua cái giai đoạn này thì mọi thứ nó rất là đắt, đúng không ạ? Thực sự rất là đắt. Và thì chúng ta thấy cái câu chuyện của UT hiện nay rẻ không ạ? Chúng ta hiện nay ở UT rất rẻ thôi, có 400 đồng trên một cổ phần thôi. Nhưng mà định giá tối thiểu của chúng ta cũng là 1 đô thôi. 1 đô, chỉ khi IPO thì mọi cái thứ, cái giá cổ phần đó là mới tăng trưởng lên được, nó mới có cái sự bật phá lên được. Đấy, thế nên là chúng ta cũng không thể nóng vội được, đúng không ạ? Chúng ta không thể bắt một người phụ nữ mang bầu trong vòng người phụ nữ mang bầu trong vòng 1 tháng để sinh được, đúng không ạ? Nó phải 9 tháng 10 ngày, nó phải đủ 9 buổi đã. Đấy, đây chưa hiểu gì mà đôi lúc là mình có những cái đánh giá và cái nhận xét nó chưa đúng ấy. Đấy, thế mới mất đi cơ hội. Và đây là Tecna. Tecna được thành lập năm 2003. Đấy, giá cổ phiếu là một là cũng đạt đỉnh là trên 1.000 đô trên một cổ phiếu và vốn hóa đạt đỉnh cũng là 1.230 tỷ đô và đưa Elon Musk trở thành người giàu nhất hành tinh trong rất nhiều năm qua anh chị ạ. Đấy. Đấy, lúc đầu là cũng chỉ làm cái trung tâm nhỏ nhỏ này thôi, sau này nó trở thành một cái tập đoàn lớn mạnh như thế này anh chị ạ. Đấy, và UST hiện nay đã chiến thắng đối thủ mạnh. Vậy thì chúng ta cùng so sánh UST với Tecna. Tecna có là một đối thủ mạnh không cả nhà? Có, đúng không ạ? Rất mạnh luôn. Đấy, Tecna thì được thành lập từ 2003, UST thì thành lập 2015. Đấy, cách nhau chỉ có 2 năm thôi. 3 năm sau thì Elon Musk huy động vốn được là một khoảng 100 triệu đô. Nhưng UST thì ạ, sau 2 năm, Ubuy đầu tiên được ra mắt. Đấy, thì ở Tecna thì sau 7 năm, đấy anh chị ạ, sau 7 năm nhận được khoản vay 465 triệu từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Thế họ lại được rất là chính phủ rất hậu thuẫn, đúng không ạ? Được cấp phép cho mượn đấy à, được cấp phép cho mượn là 465 triệu đô, nhiều tiền đúng không ạ? Trong khi UST của chúng ta toàn bộ là gọi vốn cộng đồng,
toàn bộ là những cái tiền nhỏ lẻ của các nhà đầu tư. Đấy, chúng ta chung tay lại để chúng ta làm một cái điều lịch sử của thế giới anh chị nhé. Đấy, thì OET sau 9 năm thì sản xuất được mẫu module S xuất hiện đầu tiên trên thị trường. Và OET thì sau 2 năm cầu vượt dạng linh hoạt bán cứng cũng được xây dựng. Đấy, thì Tekna đã làm gì trong 2 năm? 2 năm Tekna chưa làm được gì cả. Trong vòng 9 năm mới xuất hiện được module S đấy. Và 14 năm sau 2017, Tekna mới bán model 3. Đấy, trong 14 năm có 4 mẫu xe. Và OET sau 7 năm đã có thiết kế 14 mẫu toa xe và các hành khách hàng hóa. 6 tổ hợp với thiết kế độc đáo và duy nhất cho đến nay trên thế giới anh chị nhé. Đấy, tức là chúng ta với cái tốc độ sản xuất tàu cực nhanh luôn. Đấy, trong 14 tháng Tekna thì chỉ có được 4 mẫu thôi, nhưng chúng ta là sau 7 năm đã được 14 mẫu tổng. Đấy, 14 năm mà Tekna mới được 4 mẫu, nhưng T của chúng ta 10, 7 năm đã được 14 mẫu. Đấy, là nhanh đến mức độ như thế cơ anh chị. Đấy, và đây là cái khung ảnh kỹ sư. À, đây ở nhà máy và có kỹ sư làm việc đấy anh chị nhá. Đấy, đây là cái con tàu U4 Karat thì lúc đó hình như nó chưa chuyển sang Belarus, thì đây là họ đóng kiện này để họ sửa đấy anh chị, họ xem thì còn những cái lỗi nào không và sau đó họ đóng đưa sang Belarus đấy. Họ đóng từ Belarus đưa sang UAE anh chị nhá, thì lượng đấy. Thì đây anh chị, đây chúng ta cùng nhìn ra cái sự thành công của UAT đã đạt được gì anh chị nhá. À, thì thành tựu UAT đạt được hiện nay đó là UAT là cấp độ cao trong trong giao thông vận tải. UTC là một công ty phát triển kỹ thuật được cấp bằng sáng chế, bí quyết của công ty và đội ngũ chuyên gia ngày nay. UTC là hiện nay là đã thành lập được 60 văn phòng thiết kế, 100 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đấy, hai trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận, hơn 200 bằng sáng chế quốc tế, bằng sáng chế quốc tế hẳn hoi nhé, 600 kỹ sư và 4.000 mét vuông cơ sở sản xuất. Anh chị thấy không? Tiềm năng thành tựu vô cùng lớn. Vô cùng lớn bởi vì chúng ta làm một cái mốc, cái móng rất là chắc luôn anh chị. Đấy, hiện nay thì đây là các mẫu tàu của doanh nghiệp chúng ta. Và đây là em thì cũng đã đứng cạnh con tàu Ufana. Đấy, tốc độ 500 km/h. Nó có như thế này và thật sự nó to lắm anh chị. Nó to vô cùng luôn. Khi mà em thì được, được được tận mắt trải nghiệm nó ở trong hình ảnh anh chị nhìn nó nhỏ vậy thôi. Đấy, chúng ta có cái những cái mẫu tàu nó từ cái khung nó là hai từ cái khung cho cả lớp nghèo đấy, lớp giàu cũng xây dựng được, và từ 2 chỗ đến 80 chỗ chúng ta đều có thể đáp ứng được đấy, rất là đa dạng về sản phẩm đúng không ạ. Và cái báo cáo kiểm toán này anh chị, báo cáo kiểm toán này cũng thể hiện định tính định lượng sự thành công của doanh nghiệp, bởi vì nếu như có báo cáo kiểm toán tài chính ấy, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái vấn đề rủi ro về tài chính đấy, cái kiểm soát được cái quá trình là sự không minh bạch về tài chính. Đấy, khi mà chúng ta có báo cáo kiểm toán tài chính thì chúng ta biết được cái sức khỏe tài chính của doanh nghiệp đó. Nó lỗ ra làm sao, nó lãi ra làm sao, có tiền của chúng ta đi đâu. Đấy, thế nên là em thì rất là mong muốn chỉ cho mọi người cách mọi người tự tự tra pháp lý ấy, chị nhé. Đấy, thì UT chúng ta đã được kiểm toán từ 2015 đến 2019 của cái đơn vị kiểm toán lớn nhất của Nga, đó là kiểm toán trong nước. Và chúng ta được kiểm toán từ 2019 đến 2024. Đấy, chúng ta kiểm toán của một đơn vị kiểm toán lớn nhất trên đứng thứ 5 trong tổng số 20 công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu kiểm toán cho, đó là BDO anh chị nhé. Đấy, BDO được thành lập từ năm 1964 cơ, lịch sử cũng khoảng vài chục năm rồi. Đấy, gần chục năm. Đây là kiểu giấy kiểm toán và đây là giấy chứng nhận cổ phần. Thì anh chị ạ, một cái công nghệ rủi ro đó là không có chứng nhận và không có khách hàng. Hiện nay chúng ta đã đạt được cái chứng nhận hầu như cái tiêu chuẩn TUVSVK này là cái tiêu chuẩn cao nhất trong ngành giao thông vận tải rồi. Đấy, là cái tiêu chuẩn cao nhất, là khi mà chủ tịch được dỡ cái chứng nhận này ra thì thực sự ông rất là sung sướng và hạnh phúc. Bởi vì khi mà chúng ta tưởng tượng rằng nếu như cái công nghệ chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn, thì nếu như ra ngoài gặp một lỗi nào thì ai là cái người mà sử nhận cái công nghệ này về xây dựng đúng không ạ? Thế nên là từng đường đi nước bước của chủ tịch đã phải rất chi li và tỉ mỉ anh chị ạ, để không bị phạm sai lầm. Bởi vì những khi mà đọc được cái cuốn sách Nhà kỹ sư thế giới thì chỉ biết rằng là ông chi tiết từng cái chữ rất là nhỏ, từng cái số liệu rất là nhỏ, bởi vì thì thấy một điều rằng nếu như ai đó càng cẩn thận càng chi tiết thì sẽ thực sự là cái kiểm soát được tài chính đấy chị. Đấy, thế chúng ta thấy là chúng ta đã mọi thứ chúng ta đã sẵn sàng để đóng gói để chúng ta thương mại ra toàn trường rồi anh chị ạ. Đấy, không còn phải là một sự cái đơn vị rủi ro nữa. À, chúng ta đang ở cái dự án thương mại anh chị nhé. À, công
Công việc về tài liệu thiết kế đã được hoàn thành và việc xây dựng bắt đầu một dự án. Nghiên cứu khả thi và được xây dựng khách hàng hoàn thành và thanh toán là hai dự án. Dự kiến thanh toán cho công việc chuẩn bị nghiên cứu khả thi hai dự án. Các thỏa thuận về ý định đã được ký kết là 17 dự án. Đấy. Đàm phán ký kết hợp đồng chuẩn bị nghiên cứu khả thi hơn 30 dự án. Đây, cái hợp đồng chuẩn bị nghiên cứu khả thi này là đơn giản như anh chị đấy, là ký hợp đồng đó là xong bắt đầu chúng ta lên những cái bản thiết kế. Thiết kế này là cũng là của chúng ta cơ, đúng không ạ? Chúng ta ôm gần như là chọn hết trong cái thành phố này rồi. Đấy, thế nên là chúng ta thấy rằng là có những cái bản thiết kế mà chỉ trả trước là trả tiền mỗi bản thiết kế là 1 triệu đô la rồi anh chị nhé. Đấy, cũng kiếm được rất nhiều tiền từ nhiều nguồn khác nhau lắm, chứ không phải là bây giờ chủ tịch không có tiền đâu anh chị. Đấy. Và UST đã được ký kết tại Sara, Dubai, Slovakia, Rwanda, Kazakhstan, Dominica, Tây Ban Nha. Đấy. Và chúng ta đã được ký kết rất nhiều nơi rồi. Đấy, nếu như giờ phút này ai còn nói là UST có hợp đồng hay chưa? Thưa với chị là có rất là nhiều rồi đấy ạ. Có rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta có biết đến nó hay không? Đấy, chúng ta hãy cập nhật thông tin để chúng ta nhìn ra, đúng không ạ? Chúng ta nhìn ra vấn đề. Đây là anh chị biết đây ạ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ. Anh chị ạ, đường đường là một Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ, và ông đăng chính trên cái trang của ông. Đấy. Chính trên cái trang của ông là Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ này. Ông đã đến thăm một trung tâm chứng nhận và thử nghiệm Blue Sky. Đấy thì cái ông đến thăm rất nhiều lần đấy chị ạ. Vậy thì mục đích là gì ạ? Ông muốn áp dụng cái công nghệ này cho đất nước Ấn Độ, bởi vì đất nước Ấn Độ thì cũng rất là nghèo đúng không ạ? Nghèo nên là họ cần phải có cái sự đột phá để giúp cho dân của họ. Đấy, theo ông, chính ông đã kêu gọi là chính ông đã kêu gọi là những người dân hãy đầu, chính ông đã mang cái định kêu gọi để giúp cho cái công nghệ này được đưa vào đất nước của ông, bởi vì người ta là một bộ trưởng bộ giao thông mà, đúng không ạ? Nên họ có quyền. Và để mà một người mà quyết định được thì họ cũng đã thông qua rất là nhiều các cơ quan ban ngành rồi, có cái chức năng nghiệp vụ khác nhau. Đấy, nên họ có thể đưa ra được những cái đánh giá và phân tích, họ ngồi với nhau. Đấy thì ở đây chúng ta thấy đó là một cái tín hiệu rất tốt. Đấy. Và đây là cái video của ông ấy ạ. Ô sao thì bật đây ạ. Nitin Gadkari ne Skyway ke saath Nitin Gadkari ký thỏa thuận với Sơ Kai UAE để cung cấp kết nối từ New Delhi đến Amritsar. Hãy nghe những gì Nitin Gadkari công bố. Hôm nay, tôi sẽ nói cho các bạn biết về một công nghệ giao thông công cộng mới. Tôi đã đi cáp treo bằng điện ở đó. Và tôi cũng đi cùng Bộ trưởng Đường sắt Vancouver. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện 260 dự án. Bát Di Nát và Kè Đan Nát đang được thực hiện khắp nơi trên cả nước. Tôi đã nói với Thủ tướng rằng, viên đạn nơi tôi đã ngồi là tàu cao tốc, phía trên, ở giữa, có thể đi được 600 km trong một giờ. Amritsar cách Delhi bao nhiêu km? Vì vậy, hãy hiểu rằng đi từ Delhi đến Amritsar chỉ trong 35 đến 40 phút. Nếu chúng ta đi từ Delhi đến Amritsar thì sẽ rất nhanh. Tốc độ này quá nhanh. Điều nữa là ở Amritsar, từ ga xe lửa sân bay, chúng di chuyển trên không, nên đường sẽ rất thông thoáng. Thưa ngài, nếu có một tuyến xe buýt trên cao từ thủ đô quốc gia, chúng ta cách nhau 2 tiếng rưỡi khi đi bằng đường hàng không. Nếu bạn đưa nó về cho chúng tôi, nó sẽ chạy 600 km mỗi giờ. Hiển nhiên là nếu chúng ta có được nó, có lẽ chúng ta sẽ tạm biệt hàng không. Và tôi nên gọi nó là gì đây? Hành trình của chúng ta chỉ có 35 phút. Từ Delhi cũng chỉ mất 35 đến 40 phút để tới Mohali. Xe buýt đạn. Vâng, xe buýt đạn. Nó giống như một viên đạn. Máy bay cũng thường di chuyển với tốc độ 600 km mỗi giờ như một viên đạn. The last video. Tuyệt vời không cả nhà? Ấn Độ là có khoảng 260 dự án đấy đang chờ thực thi, anh chị thấy không? Ấn Độ là một đất nước vô cùng tiềm năng đấy, và nó sẽ áp dụng cái công nghệ của chúng ta một cái cách rất là rộng rãi. Thế là chị vừa xem cái thông tin vừa rồi, anh chị thấy không ạ? Rất nhiều anh chị đăng những cái thông tin về những cái km đường mà được xây dựng tại Ấn Độ đấy anh chị nhá. Đấy, anh chị cần thông tin thì để tìm. Nitin Gadkari. Và đây, trên đây là cái biểu tượng RTA, thì chắc hơi mờ anh chị chưa nhìn thấy. Thì cái
Ở phương tiện giao thông công cộng ở Dubai ấy, thì bất kỳ cái công nghệ phương tiện nào thì đều được cái gắn cái logo đó là RTA, đó là Bộ Giao thông Vận tải. Thế chị đã nhìn thấy ạ? À? Con tàu chúng ta được gắn cái logo đấy, được gắn cái logo đó là Dubai đấy, Skyport. Skyport là gì ạ? Công nghệ UAT đấy cả nhà. Đấy, thế nên là anh chị thấy rằng là tất cả cái công nghệ mà được Dubai lựa chọn ấy, thì chắc chắn cái công nghệ đó thành công. Đấy, bởi vì Dubai nó là số 2 thì không ai là số 1 cả. Những cái đất nước khác phát minh ở những cái đất nước châu Âu, nhưng họ lại không làm được những cái thứ như ở Dubai làm. Bởi vì Dubai là cái người có tầm nhìn cực kỳ xa. Họ làm những cái điều mà ở các quốc gia khác không dám làm mà họ làm được. Đấy, đó là cái điều vô cùng tuyệt vời anh chị ạ. Đấy, thế nên là chúng ta chỉ cần nhìn ngắn này, chúng ta nhìn vào tầm nhìn của những người thành công thôi. Những người giàu, họ có tài sản rất là lớn. Đấy, họ có nhà, họ có xe. Thì mình chỉ cần nhìn vào tầm nhìn của những người thành công. Và chính phủ Dubai, quốc vương Dubai là những người thực sự là có quyền và có cái tầm nhìn rất là xa anh chị nhé. Đấy, và đây anh chị ạ, chính thang của Hoàng thân Sekim Wonget cũng đã công bố phê duyệt các dự án với chiều dài là 15 km. Đấy, sẽ chạy sẽ vận chuyển chuyển hành khách dọc theo các tòa nhà chọc trời của Dubai thông qua 21 nhà ga. Đấy, có những cái kế hoạch chiến lược rất là rõ ràng rồi đúng không anh chị? Vậy anh chị ạ, em thì được ngồi trong cái trong một cái ngôi nhà cổ anh chị nhé. Đấy, đây cũng là một cái khu du lịch và ở bất kỳ cái địa điểm nào quan trọng thì đều có gắn cái hình ảnh của ông quốc vương này. Đấy, đều hình gắn hình ảnh của ông quốc vương này. Và đó là một cái biểu tượng tôn kính như chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong cái tờ tiền của chúng ta ấy, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây cũng thế. Nhưng ông này là ông vẫn còn sống anh chị nhé. Hiện nay ông 75 tuổi rồi và ông vẫn đang dẫn dắt cái đất nước UAE, Dubai chị. Đấy, thì ông này đã viết cái cuốn sách là Tầm nhìn thay đổi quốc gia khi ông còn trẻ. Thì hiện nay là ông khoảng 75 tuổi rồi, ông cũng già rồi đúng không ạ? Đấy, thì nhìn thấy mặt ông ấy ạ. Mặt ông ấy rất là ghê. Đấy, và ông nói là người lãnh đạo tốt là người luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trước lợi ích của bất kỳ phe phái nào. Đấy, một con người rất là có tâm đúng không ạ? Luôn luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên trước rồi mới đặt đến lợi ích của đội của không đặt lợi ích lên cái phe phái nào đúng không? Hãy luôn, ông ấy nói là hãy luôn đặt lên cái lợi ích đấy trên lợi ích cộng đồng. Đấy, lên trước lợi ích của bất kỳ phe phái nào. Làm gì chúng ta phải ưu tiên cộng đồng trước đúng không ạ? Và hiện nay thì đây là những cái chiến lược phát triển kinh tế của UAE trong thời gian tới. Thì nó có quản lý nước này, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, giải pháp số hóa, sản xuất thiết kế và kiến trúc, vận tải và hậu cần. Thì hiện nay thì chúng ta đã nhìn thấy UAT hiện nay là có thì đã nhìn thấy ba cái tiềm năng của UAT đang có mặt trong một cái chiến lược phát triển kinh tế của UAE trong thời gian tới rồi. Đấy là chị đây anh chị nhá, đây là có cái quản lý nước này, năng lượng tái tạo này, công nghệ môi trường, giải pháp số hóa. Thì chúng ta đã có thứ nhất là năng lượng tái tạo. Đấy, chúng ta có cái năng lượng mà chủ tịch sẽ đã nghiên cứu ra là cái năng lượng này rất là tốt. Đấy, nó rẻ hơn gấp 8 lần của năng lượng điện hạt nhân. Đấy, 5 lần của năng lượng điện điện gió đúng không ạ, và 4 lần của năng lượng mặt trời. Đấy, tức là nó vượt trội hơn hẳn luôn. Và chúng ta có công nghệ giải pháp và môi trường, đó là mùn đúng không ạ, đó là cái được xử lý chất thải. Và chúng ta có cái chiến lược nữa cũng được lọt vào trong tầm nhìn phát triển của UAE, đó là vận tải và hậu cần. Đấy, chúng ta thấy là nếu như chọn được một cái trong những cái chiến lược phát triển kinh tế ở đây thì nó đã là điều vô cùng tuyệt vời rồi đúng không ạ? Nhưng chúng ta lại được lọt ba cái chân đấy, ba cái chân vào trong cái sự phát triển kinh tế mũi nhọn của UAE, thì chúng ta thấy là chúng ta có tuyệt vời không ạ? Đấy, rất tuyệt vời đúng không ạ? Và đây là cái trung tâm công nghệ đổi mới tại Sharjah, và nơi đây hội tụ tất cả các công nghệ mới hiện đại thông minh tiên tiến ở mặt ở đây chị, có mặt ở đây. Và nơi đây sẽ là cái thung lũng silicon giống như thung lũng silicon ở Mỹ ấy, nhưng đây là thung lũng silicon ở phía Trung Đông, bởi vì nơi đó là những cái nơi sầm uất, những cái nơi giàu có và cái công nghệ đỉnh cao của thế giới. Họ đến đấy họ đều phải chiêm nghiệm, họ đều phải chiêm ngưỡng. Thì ở chính cái nơi này cũng là một cái thung lũng silicon đấy chị, là sẽ là thung lũng silicon thứ giống của Mỹ đây chị nhá. Đấy, và đây là một cái vị trí rất là đẹp. Chính cái con tàu của chúng ta ấy, được ở hoàng thân của Sa là cho một cái vị trí rất là đắc địa của cái mặt tiền, đó là
Tôi muốn là có thể đi trên tàu này và nhìn thấy trường học của tôi. Đấy, thì chúng ta thấy là cái công nghệ chúng ta nó rất hợp lý luôn, đúng không ạ? Dưới đây em chỉ chụp ảnh tại trước cái trung tâm của cái đường ray anh chị nhá. Trước cửa đường ray và sau em thì đó là cái tòa nhà. Đấy, cái tòa nhà ga đấy anh chị. Cái nhà ga đang được xây dựng và đây là tuyến đường số 4. Số 4 này anh chị nhá. Cái tuyến đường số 4 này đã chạy rồi. Đấy. À, lúc em thì quay đây là có tàu đi qua đấy. Em chào anh Trương Quý Dậu, em chào chị Lê Thúy Hằng, em chào anh Cường nhá. Em chào anh Nguyễn Xuân Quê. Em chào anh Sáng Nguyễn. Và hai yếu tố quyết định sự thành công của OT đó là công nghệ và thời gian chờ đợi. Và OT đã loại bỏ được hai yếu tố rủi ro chính. Đấy. Thì chúng ta đã được chứng nhận rồi đúng không ạ? Đấy, chứng nhận của tiêu chuẩn hàng như cao nhất trong ngành giao thông vận tải. Là tiêu chuẩn giữa ISO 9001:2015 đấy. Đấy, đây là một tiêu chuẩn quốc tế nha anh chị. Đấy, tiêu chuẩn quốc tế anh chị đã muốn dịch thì anh chị anh sẽ chụp và dịch. Thì chúng ta lại nói về thời gian chưa cổ tức nhé. Tập đoàn UT sẽ ngưng cái việc huy động vốn trong năm nay và các giai đoạn thực hiện của dự án thì chúng ta có khoảng 15 giai đoạn và hiện nay chúng ta đang diễn ra cái giai đoạn tiểu giai đoạn đó là 15.1. Đấy, sau mỗi ra các giai đoạn thì rủi ro giảm xuống và cổ phần công ty sẽ tăng giá. Đấy, giai đoạn 1, giai đoạn 15 đó là hoàn tất việc xây dựng thử nghiệm và chứng nhận tổ hợp thử nghiệm vận tải đường dây cao tốc. Thứ hai. Tập tạo salon bán vận tải đường dây và chuyên chở hành khách và hàng hóa cao tốc là 500 km/h. Ký kết các hợp đồng cho các dự án hệ thống vận tải đường dây, cụ thể với tổng số tiền không ít hơn 100 tỷ USD. Và tự cấp vốn phát triển mà không cần thu hút vốn cổ phần. Đấy, anh chị thấy ạ, tự cấp vốn phát triển mà không cần thu hút vốn cổ phần. Đấy, anh chị thấy ạ, cơ hội đến với chúng ta rất là còn rất là ít thôi. Thế khi mà công ty chúng ta đủ vốn rồi thì họ cũng không cần đến cái vốn của chúng ta nữa, đúng không chị? Đấy, thế nên là chúng ta thấy là doanh nghiệp chúng ta đã rất là khỏe về tài chính rồi. Đấy, thì hiện nay có các gói VIP là 20.000 đô, 50.000 đô, 100.000 đô, đấy là 150.000 đô. Nó có tùy theo các gói đầu tư thì nó sẽ có cái số lượng cổ phần phù hợp. Đấy thì hiện nay cái gói VIP thấp nhất đó là 20.000 đô là chiết khấu là 1/100. Chúng ta trả thẳng là chúng ta được 2 triệu 2 cổ phần, trả góp chúng ta được 2 triệu cổ phần. Đấy thì lên giai đoạn này anh chị nếu mà có tài chính thì anh chị lên sổng cho mình cái gói VIP bởi vì gói VIP chiết khấu nó rất là cao, nó rất là rẻ. Đấy, thật sự là nếu như chị đã sẵn sàng và một cách nghiêm túc thì anh chị hãy đầu tư làm sao để cho mình sau này cái dòng cổ tức của mình nó đủ nhiều đúng không ạ? Và đây là cũng có thể là có gói VIP nhưng mà chúng ta vẫn có những gói bình thường bởi vì nó dành cho những khẩu vị của những người bình thường. Đấy, người bình thường đi, nếu như chúng ta không có tài chính chúng ta có thể là đóng gói 250 đô, 6 triệu 6 hoặc 500 đô là 13 triệu, 1.000 đô là 26 triệu. Đấy thì chúng ta có thể lựa chọn cái gói đầu tư nào là phù hợp với mình. Phù hợp với mình và phù hợp với cái mong muốn của mình nữa. Đấy, nếu như chúng ta có ít thì chúng ta hãy lựa chọn cái gói nào nó vừa vừa thôi đúng không ạ? Đấy thì hiện nay đang có chương trình khuyến mại đó là 1/75 của SLC Mobile. Đấy, nếu như anh chồng ở giai đoạn này anh chị sở cổ phần anh chị được chiết khấu 1/75, tức là 1.000 đô sẽ được 75.000 cổ phần. Nếu như chị không có chiết khấu này, 1.000 đô anh chị chỉ được có 25.000 cổ phần thôi. Đấy, thế nên là chúng ta tận dụng chương trình khuyến mại nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và đây là cái định giá anh chị nhé. Một trong những cái pháp lý của OT đó cũng là định giá và cái cơ quan BVIFC là cái đơn vị đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư trên toàn cầu và giám sát cái quá trình huy động vốn của doanh nghiệp này. Thì cái BVI được thành lập từ 2001 và đến trên đây đó là cái hơi mờ cả nhà không nhìn thấy được. Giấy chứng nhận của chị Đỗ Thị Xuyên đó là 716.000 đấy ở Bắc Linh Việt Nam. Đấy thì đây là có cái chữ ký của chúng của chủ tịch và bây giờ thì đấy, chữ ký sống của chủ tịch. Đây là cái dấu của BVI này anh chị nhé. Đấy. Đấy, chúng ta được cái cơ quan luật pháp bảo vệ mà đâu phải là chúng ta làm việc theo theo một cái gì đó mà không có căn cứ đâu đúng không ạ? Chúng ta làm việc theo cái khuôn khổ luật pháp của quốc gia cũng như luật pháp của quốc tế. Chúng ta không có làm gì sai cả, đúng không ạ? Nên là chúng ta mới tồn tại được. Và anh chị ạ, đây là lịch sử chi trả cổ tức của một số tập đoàn. Đấy, anh chị thấy ạ? Nhiều người mất cả cuộc đời đi làm công ăn lương, mất cả cuộc đời vài chục năm đi làm công chức nhà nước về già nhận được một cái mức lương 6 đến 8 triệu một tháng. Trong khi đó chị nhá,
Người ta đầu tư chỉ cần 1 triệu cổ phiếu của mình Miniket thôi, 1 năm là họ được 2 tỷ 7 tiền cổ tức, 1 tháng không làm gì họ được bao nhiêu ạ? 250 triệu đấy. Vậy thì anh chị thấy đủ giàu chưa ạ? Hay là công ty mía đường Sơn La, họ nếu như làm cho tôi 1 triệu cổ phần từ giai đoạn sớm, bây giờ họ đã nhận được 8.000 đồng tiền cổ phần, tổ tiền cổ tức đúng không ạ? Và họ được 1 triệu cổ phiếu là họ được 7 tỷ 994 triệu, 700.000 cổ phần, à 700.000 đô, 700.000 Việt Nam đồng với chị nhé. Đấy, tức là 1 triệu cổ phần của công ty mía đường Sơn La là nhận về được khoảng 7 tỷ 994 triệu. Đấy, đủ giàu chưa chị? Rất giàu. Nhưng những cái cơ hội đó đã trôi qua, nó đã thành công rồi, thì mình phải nắm bắt tận gốc từ cái cơ hội nào là mới, nên nó phát triển. Đấy, thì sau này anh chị cũng tưởng tượng là 1 triệu cổ phần mình cũng được vài tỷ ấy, vài tỷ vài chục tỷ như các doanh nghiệp đấy thôi. Đấy, hay là cái công ty Coca-Cola anh chị, bao nhiêu anh chị đều uống Coca-Cola, thì biết là trong phòng này ngày hôm nay là phải rất nhiều anh chị đã uống Coca-Cola. Nhưng mà chúng ta có thừa nhận với nhau là mình chẳng có một cái cổ tức nào không ạ? Trong khi đó họ trả cổ tức đến nay là gần 55 rồi anh chị nhá, gần 55 đấy. Và chúng ta chỉ là người đi bán hàng thuê thôi, chúng ta chỉ cần đi làm thuê thôi, 1 tháng chúng ta chẳng được bao nhiêu tiền cả đấy. Nhưng mà nếu chúng ta làm cho tay 1 triệu cổ phần của các doanh nghiệp này thì có phải là chúng ta giàu kích sủi đúng không ạ? Đấy, thế nên là cái hướng tới chúng ta đầu tư thành công là chúng ta phải có biết được cái kênh đầu tư mà nó tạo cả lãi vốn, tạo cả dòng tiền thì chúng ta mới giàu bền vững được đúng không ạ? Còn cái gì mà độc lại vốn thôi thì mình ngừng cái mình nó có hết tiền đấy, thì đó là một cái điều bất cập như thế anh chị nhé. Ngài nhìn nhận như thế nào về sự phát Và đây triển công là cái ty vốn sau hóa 5 mà năm, bà nuốt lên 10 sau năm 15 sắp nữa. tới? Hiện nay trên thế giới đang diễn ra những thay đổi rằng trong tương lai có thể sẽ chẳng còn nền văn minh nữa. Vì thế, dự báo đưa ra thì thật khó khăn. Xin hãy nói về tầm nhìn và phương hướng, những phương hướng mà tôi đang xúc tiến, bao gồm đưa nền công nghiệp lên vũ trụ. Không cần tiến hành phi công nghiệp hóa, không có gì khủng khiếp với carbon, khí CO2 cả, và thức ăn, nước uống, các tài nguyên khác có đủ trên hành tinh. Tức là điều đó được thực hiện bởi những con người nhất định, với các mục tiêu nhất định không trùng với của chúng tôi. Chúng tôi có các mục tiêu khác. Vì thế, nếu tiến theo phương hướng mà tôi đã làm 50 năm nay, thì sau 5 năm nữa, tập đoàn của chúng ta sẽ có vốn hóa không dưới 500 tỷ đô la Mỹ. 500 tỷ đô la Mỹ. 500 tỷ. Vâng. Sau 10 năm nữa, tôi nghĩ sẽ không dưới 1.000 tỷ nếu nói về vốn hóa. Sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm dự án hoạt động. Anh chị ơi, thấy chưa ạ? Theo tính toán của chủ tịch thì sau 5 năm nữa vốn hóa của công ty sẽ khoảng 500 tỷ, đúng không ạ? 10 năm nữa sẽ là 1.000 tỷ. Bởi vì ông có nói, cái hôm vừa rồi sang UAE, ông có nói là ông vẫn nói cái câu đó là chúng tôi sẽ tạo ra một cái ngành kinh doanh lớn nhất trên toàn cầu bằng Ford, Boeing và Apple cộng lại. Đấy, chị thấy lớn không ạ? Khủng không ạ? Bởi vì chúng ta là ngành giao thông vận tải là một trong số 4 cái yếu tố phát triển của kinh tế xã hội, đó là điện, đường, trường, trạm. Đấy mấy chị, hôm bữa mưa em chỉ bị mất điện mà em chỉ thấy là tức giận. Bây giờ là tự dưng là mình cảm thấy là mình đang còn sống cái cuộc sống nó quen rồi ấy, mà bây giờ mình bị thiếu đi cái mà mình vẫn đang dùng hàng ngày, mình cảm thấy rất là hơi cảm thấy nó không thoải mái đúng không ạ? Thế vậy thì anh chị nhìn thấy là cái tập đoàn UT hiện nay nó làm ngành giao thông vận tải thì nó cũng là một cái yếu tố rất cần thiết của xã hội hiện nay. Nó đang đi từ cái giai đoạn này phát triển, nó có thể đi đến giai đoạn sau và 50 năm nữa, 100 năm nữa cái công nghệ của chúng ta vẫn được sử dụng. Thế có phải là anh chị kiếm được tiền một cách lâu dài và bền vững không ạ? Đấy, thế nên là những cái lời của ông khẳng định ấy là ông đều làm trước rồi ông mới nói. Rất ít khi là nói với cái lời nói sáo rỗng và không làm được lắm. Ông luôn luôn là làm nhiều hơn nói anh chị. Nói ít nhưng làm rất nhiều và làm rất hiệu quả và chất lượng luôn. Đấy, cả cuộc đời họ tâm huyết cho cái công nghệ này. Không phải là chỉ để lên giàn với giá vài đô la. Thế ông muốn là sao? Ông cống hiến cho đời, cho những cái người ngoài kia. Đấy, cho xã hội, cho cộng đồng. Để chúng ta cùng nhau xây dựng cái hành tinh xanh. Đấy. Và em thì thấy rằng là cái con đường mà đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO ấy, đó là cái con đường dẫn tới tự do tài chính và hạnh phúc viên mãn. Đấy, nếu như chị nào chọn cho mình cái con đường này. Em thì chọn cho mình cái con đường là sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Đấy. Bởi vì em chỉ biết là đây là cái bí mật làm giàu của những giới siêu giàu mà bây giờ mình mới biết. Thế nên là anh chị hiểu qua phần chia sẻ của em thì phân tích về cái định lượng sự thành công của ET thì anh chị thấy là nó có rất nhiều các tiềm năng, có những cái thông tin cơ sở
đúng để có thể là phân tích được rằng đây là cái doanh nghiệp đã đến trong giai đoạn nước rút rồi, cái sự thành công nó hầu như nó đang ngấp nghé ở trong chính cái doanh nghiệp này rồi. Đấy, quan trọng việc hôm nay là chúng ta có nắm bắt cơ hội hay không, hay chúng ta để nó trôi qua cuộc đời của mình. Đấy, nếu như anh nào chưa dám nắm bắt cổ phần thì hãy có thể nắm bắt liên hệ với những người để chia sẻ cơ hội cho mình, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với em thì sẽ giúp cho anh chị chia sẻ, giúp chia sẻ cho anh chị hiểu rõ hơn về công nghệ này anh chị nhé. Vâng ạ, thì chắc là bây giờ em thì cũng xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây. Xin gặp lại và hẹn lại tập lại tất cả các anh chị nhà mình nhé. Em chào anh Hương Lạng Xuân, em chào chị Phương, em chào Phương Vũ nhá, em chào anh Nguyễn Đình Thắng, chào anh Vang, em chào anh Bốn Đỗ ạ, chào anh Sáng Nguyễn. Vâng, em chào anh Trương Quý Dậu. Vâng, xin chào tất cả nhà mình đang theo dõi live của Thủy nhá. Thủy cũng xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây. Kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong buổi live tiếp theo nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.